Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình đối thoại. Thưa quý vị, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2010 đến nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn là hơn 1,4 triệu người. Mỗi năm gửi về khoảng 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Có thể thấy năm 2024, thị trường lao động ngoài nước rất rộng mở. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội hướng đến thị trường thu nhập cao thì đòi hỏi cần có một giải pháp tổng thể. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình đối thoại ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của ba khách mời. Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng Phòng Thông tin Tuyên truyền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bà Lục Vân Hà, nhà phát triển tư duy lãnh đạo, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp thuộc PBCA Hoa Kỳ. Bà Lê Thị Thu Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVB Quốc tế. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Và một chương trình đối thoại cũng rất là toàn diện với sự tham gia từ phía đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, từ phía doanh nghiệp, rồi từ phía một người cũng rất là gần gũi với doanh nghiệp và thường xuyên đào tạo về vấn đề lao động, đúng không? Như là bà Hà, như là bà Giang, như là ông Tuấn. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề của đối thoại ngày hôm nay thì xin mời ba vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 160.000 người, đạt 133,3% so với kế hoạch năm. Hiện tại, có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một số thị trường trọng điểm có số lao động sang làm việc tăng trưởng mạnh mẽ là Nhật Bản với hơn 80.000 lao động, Đài Loan, Trung Quốc trên 58.000 lao động, Hàn Quốc hơn 11.000 lao động. Ngoài các thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tập trung hướng đi mới, triển khai phát triển thị trường lao động tại một số nước khu vực châu Âu, trong đó có Hungary, và mở thêm các thị trường như Ba Lan, Slovakia, Croatia. Trong năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường ổn định có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức. Để đạt được nhiệm vụ đề ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chú trọng ổn định, duy trì các thị trường hiện có, phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam. Vâng, trước tiên là chúng tôi xin quay về cái chủ đề của đối thoại ngày hôm nay. Từ cái phóng sự tổng hợp thì có lẽ các khách mời cũng nhìn thấy một cái bối cảnh chung, một con số về thị trường lao động ngoài nước. Suốt từ một khoảng thời gian và đặc biệt là kỷ lục của năm 2023 thì ngày hôm nay thì có lẽ là dưới góc độ của cơ quan quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì ông Tuấn có thể chia sẻ một chút về những cái điểm đặc biệt đáng chú ý của năm 2023 và những cái con số, những cái điểm gì mà tất cả chúng ta cùng quan tâm và có thể lưu ý để chuẩn bị cho năm 2024 ạ. Thì đầu tiên là trước là xin mời ý kiến đầu tiên của ông Tuấn ạ. Như chúng ta đã biết thì cái hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng là một cái chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo việc làm với cái công việc phù hợp, ổn định và thu nhập cao. Thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài thì có thể nói là cao hơn nhiều lần so với cái người lao động làm cùng công việc như vậy ở trong nước. Vì người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì không chỉ tích lũy được cái khoản tài chính về cái trình độ tay nghề, chuyên môn và còn học hỏi được cái trình độ chuyên môn kỹ thuật ở những cái nước tiên tiến họ đến làm việc, về ngoại ngữ, về trình độ tay nghề, và đấy là một cái nguồn nhân lực quan trọng khi mà lao động kết thúc hợp đồng và về nước. Thế thì chúng ta cũng thấy là như MC có nói, cái kiều hối của người lao động gửi về nước thì cũng đã góp phần là một cái ngoại tệ đáng kể cho đất nước. Rồi những cái gia đình có người lao động đi làm về nước ngoài thì lại cải thiện được cái cuộc sống gia đình, rồi cải thiện cái cuộc sống của cái cộng đồng của người lao động, cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thì trong năm 2023 thì chúng ta đạt được cái con số là gần 160.000 lao động đi làm việc nước ngoài. Thì phải nói là trong vòng hơn 10 năm qua thì đây là cái số lượng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng cao nhất tính theo năm. Thế thì chia ra thì
theo các thị trường ấy, thì lao động Việt Nam trong năm 2023 làm việc nước ngoài thì vẫn tập trung ở ba cái thị trường truyền thống và trọng điểm của chúng ta trong nhiều năm qua, đó là thị trường Nhật Bản, thị trường Đài Loan của Trung Quốc và thị trường Hàn Quốc. Thế thì đạt được cái con số này thì là do cái sự chỉ đạo sát sao, quan tâm của lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong các cái giải pháp để thực hiện cái giải pháp để mà ổn định thị trường truyền thống, thị trường trọng điểm tiếp nhận lao động Việt Nam như tôi đã đề kê ở trên. Ngoài ra thì là cũng thăm dò những cái thị trường ký kết những cái thỏa thuận để đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở những thị trường tiềm năng, những thị trường mà có nhu cầu tiếp nhận lao động chúng ta đang làm việc như là thị trường ở châu Âu, thị trường ở Trung Đông và châu Phi. Ngoài ra thì cũng là thực hiện những cái giải pháp để nâng cao chất lượng về cái trình độ chuyên môn kỹ thuật, về trình độ ngoại ngữ cũng như là cái ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động. Vâng, như vậy là những thông tin sơ bộ ban đầu như là con số kỷ lục 160.000 người, rồi một số cái thị trường như là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc ạ. Có lẽ là bà Giang là doanh nghiệp ạ, bà Giang có thể bổ sung thông tin từ phía thêm cho ông Tuấn ạ. Dạ vâng ạ. Công ty cổ phần AVP Quốc tế là được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời là cũng được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cấp phép đưa người học sinh của Việt Nam đi du học ở các nước. Thì công ty AVP thì có những năm gần đây tập trung chủ yếu vào các cái thị trường truyền thống, đó là Đài Loan. Và trên thực tế thì Đài Loan thì khá là gần gũi với Việt Nam, từ văn hóa, phong tục, tập quán, con người cho tới thời tiết, khí hậu rất là tương đồng. Và nữa rằng là thị trường Đài Loan là một trong những thị trường lâu đời nhất mà người Việt Nam của chúng ta đi xuất khẩu lao động. Đó. Thế thì theo nhận định của tôi thấy rằng là năm 2023 thì cái số lượng người Việt Nam mình đưa đi nước ngoài, đặc biệt là đi Đài Loan thì cũng có duy trì ở mức ổn định. Và hơn nữa là có phần tăng hơn. Thực tế trên nhu cầu đối với chủ sử dụng ở bên đó thì người ta cần nhiều hơn nữa. Nhưng mà trên thực tế thì đối với người Việt Nam của chúng ta thì người lao động so với những cái năm trước, đặc biệt là so với những năm trước dịch thì có ít đi. Cũng có thể đâu đó là Việt Nam chúng ta là có mở cửa được rất nhiều các cái thị trường khác nữa thì người lao động có cái sự lựa chọn. Thế còn cái thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc cũng là thị trường truyền thống và trọng điểm và duy trì của Bộ và Cục Quản lý Lao động ngoài nước vẫn chỉ đạo các doanh nghiệp. Thì đối với AVP thì năm 23 thì cũng là cái năm mà trọng điểm để làm về các cái thị trường như là Đài Loan. Thế thì tôi có thể nhận thấy là năm 23 thì tức là cái chất lượng người lao động thì cũng có nâng lên được hơn. Nhưng mà trên thực tế thì sang các bạn thì là cũng có đâu đó các bạn vẫn cứ giống như theo những cái năm trước là cũng có những cái trường hợp phát sinh đấy, cũng khá là nhiều. Đấy, thì để làm sao mà nếu như người Việt Nam của chúng ta, người lao động của Việt chúng ta mà khắc phục được những cái điểm ví dụ như là bỏ trốn ra ngoài bất hợp pháp thì khắc phục được cái điều đó, giảm thiểu đi, thì cái cơ hội cho người Việt Nam để đi Đài Loan là sẽ nhiều hơn nữa. Bởi trên thực tế là nếu như chúng ta mà cứ vi phạm hợp đồng thì như vậy thì bên chủ sử dụng người ta sẽ tuyển chọn những người lao động các nước khác, ví dụ như là Indo hay là Philippines hoặc là Thái Lan. Đấy thì như vậy là chúng ta sẽ bị giảm cái cơ hội của những cái năm tiếp theo. Đó là cái ý kiến của tôi như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là vấn đề gần như là muôn thuở không ạ? Tức là vấn đề lặp lại năm nào cũng như năm nào. Không biết là năm 2023 có cái điểm gì đặc biệt hơn không ạ? Để cái chất lượng lao động hay nó vẫn như thế thôi ạ? Thực ra thì đối với cái tình trạng đúng giống như MC vẫn nói vẫn cứ tồn tại bao nhiêu năm nay rồi. Thế còn về cái phần tay nghề thì các bạn là cũng có lên hơn. Rồi là tiếp theo nữa về phần ý thức về ngoại ngữ. Thì các bạn là cũng trước khi đi cũng có được đào tạo, cũng có chăm chỉ hơn. Thế mà sang đấy là bắt nhịp được cũng rất là nhanh. Vốn người Việt Nam thì thông minh, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Thế nên là bắt nhịp được và làm được các cái công việc. Và nếu cùng một cái công việc như thế nhưng người Việt Nam mình sẽ học nhanh hơn và có tăng ca nhiều hơn và thu nhập sẽ cao hơn so với các nước khác. Là như thế, đấy là phần đổi trội, có nghĩa là cái phần trình độ và tay nghề. Thực ra thì tôi thấy là qua cái con số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trong năm 2023 ấy, thì có thể nói là nhiều năm qua thì Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc thì vẫn là cái thị trường truyền thống và trọng điểm đối với lao động Việt Nam, có thể nói là chiếm tới khoảng 90% trong tổng số lao động của chúng ta xuất cảnh đi làm việc nước ngoài hàng năm. Và cái con số của năm 2023 là con số cao nhất trong số hơn 10 năm trở lại đây, tính theo năm lao động xuất cảnh làm việc nước ngoài, thì có thể thấy là cái lao động của Việt Nam của chúng ta vẫn được các cái thị trường tiếp nhận họ đánh giá rất là tích cực. Qua theo dõi của chúng tôi thấy rằng là ở rất nhiều thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biệt là những thị trường trọng điểm và truyền thống mà tôi có liệt kê đó, thì lao động của chúng ta đã có mặt ở đấy từ nhiều năm nay rồi.
được các cơ quan hữu quan, được các cái doanh nghiệp sử dụng lao động họ đánh giá rất là tích cực về cái trình độ tay nghề, khéo tay, rồi tinh thần cầu thị trong công việc, rồi về tác phong, thái độ, rồi về năng suất và hiệu quả công việc. Thế thì nhiều năm qua thì lao động của chúng ta, lao động của Việt Nam của chúng ta luôn được ưu tiên lựa chọn trong số các quốc gia phái cử mà đưa lao động sang một cái thị trường nào đó. Và ở một số thị trường thì lao động của chúng ta là chiếm số lượng cao nhất trong số các cái lao động nước ngoài làm việc tại một thị trường nào đó. Thì tôi thấy rằng là như vậy thì tất nhiên là cũng vẫn còn những vấn đề như là chị Giang vừa nói. Còn một bộ phận lao động thì cái ý thức tổ chức kỷ luật thì vẫn còn chưa cao, vẫn còn đâu đó cũng còn tình trạng là vi phạm hợp đồng. Thế rồi cũng còn tình trạng là lao động kết thúc hợp đồng nhưng mà không về nước mà tự ý ở lại làm việc không hợp pháp. Tuy nhiên thì cái số lượng thì tôi nghĩ rằng là về cái tình hình nó ngày càng được cải thiện. Đấy, nó thể hiện qua con số, nó thể hiện qua cái việc mà họ vẫn tiếp tục nhận lao động của Việt Nam của chúng ta với cái số lượng ngày càng tăng. Đấy, nhu cầu như chị Giang có nói là bởi vì phần lớn những cái nước mà có nhu cầu nhận hiện nay đang nhận lao động Việt Nam cũng như là những nước mà tiềm năng lao động Việt Nam ấy, thì phần lớn những nước này là đều rơi vào cái tình trạng là già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp. Cho nên là nếu mà để mà phục vụ cái nguồn lực, để mà có cái nguồn lực phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước ấy, thì họ vẫn phải nhận lao động của nước ngoài và nhận nhiều lao động của nước ngoài. Mà trong khi đấy lao động của chúng ta đã có mặt ở đấy từ lâu rồi, nhiều năm rồi và được đánh giá rất là tích cực. Thì tôi nghĩ rằng là cái triển vọng của lao động của nước ngoài thì còn rất là nhiều dư địa để phát triển. Đúng vậy. Vì vậy chúng ta mới tổ chức một chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Và tất nhiên là con số thì đã nói lên tất cả, nhưng mà con số lại còn phải đi kèm với chất lượng nữa, đúng không? Vâng. Thì là một cái chuyên gia tư vấn huấn luyện cho doanh nghiệp, chắc chắn vấn đề lao động rồi chất lượng lao động đang rất là quan tâm, thì bà Hà có thể góp ý thêm, đưa thêm thông tin cho các khách mời ở đây. Tôi thì cũng như các khách mời khác, tôi cũng thấy rằng quan sát là thị trường lao động của Việt Nam trong năm 2023 không những là đạt một cái con số là gần 160.000 người lao động tại nước ngoài, là một cái con số kỷ lục trong vòng 10 năm qua, thì nó còn có một cái sự khởi sắc đáng kể trong với cái thị trường lao động trong nước với hơn 152.000 với hơn 52 triệu lao động, 52,4 triệu lao động tham gia vào thị trường lao động sau cái đại dịch. Nó làm cái sự phục hồi rất là tốt. Thế và cái tỷ lệ thất nghiệp nó cũng đã được giảm rất là nhiều. Và tôi nhận định rằng là cái số lượng, chất lượng lao động nó cũng tăng lên so với lại cái số lượng lao động tham gia vào thị trường lao động. Thế thì đối với lại cái thị trường lao động tại nước ngoài thì tôi thấy rằng là như anh Tuấn với chị Giang có chia sẻ thì là tập trung chủ yếu tại các nước Nhật Bản, rồi Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Và thì những lao động tại các cái khu vực châu Á và Trung Đông này nó chiếm khoảng 95%. Đấy. Và tôi rất là kỳ vọng rằng là trong năm 2024 thì chúng ta sẽ tăng được cái con số lao động nước ngoài tại khu vực châu Âu để đưa cái người lao động tại Việt Nam, văn hóa Việt Nam cũng như là cái sức trẻ của Việt Nam góp phần phát triển hơn cho với lại cái sự phát triển bền vững của thế giới. Đúng. Và tôi thấy một số năm gần đây thì một số bạn bè còn rủ tôi là làm về đưa lao động đi sang thị trường Đức. Vâng, tôi thấy Đức cũng là một thị trường khá là được thu hút trong thời gian vừa qua, không biết có đúng không ạ? Đúng như chị nói, tức là trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu, họ cũng bắt đầu hợp tác với chúng ta để thí điểm tiếp nhận lao động của chúng ta sang làm việc. Trước đây thì thị trường Đức là một cái thị trường truyền thống, đúng không? Một cái thời hợp tác lao động, thời đấy là còn thực hiện cái hoạt động đưa lao động đi làm việc ở một số quốc gia Đông Âu qua các cái hiệp định hợp tác giữa các chính phủ với nhau đó. Thì sau một thời gian dừng lại thì gần đây thì phía Đức cũng đã tiếp nhận thí điểm lao động của chúng ta sang làm việc, đầu tiên là trong cái lĩnh vực chăm sóc y tế, cụ thể là đưa điều dưỡng và lại hộ lý của chúng ta sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Còn về nhu cầu thì nước Đức cũng là một quốc gia ở châu Âu và cũng như nhiều quốc gia phát triển khác thì họ cũng đang gặp vấn đề về vấn đề thiếu hụt nguồn lao động do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp. Thế thì vừa rồi trong cái chuyến thăm của Tổng thống Đức sang Việt Nam, chúng ta cũng thấy là Việt Nam và Đức cũng đã ký được một cái bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và việc làm.
Thế thì đây là những cái nền tảng ban đầu để có thể mở rộng ra về cái việc mà đưa lao động của chúng ta sang làm việc tại Đức. Đấy, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề thì phía bạn thì cũng giống như nhiều quốc gia phát triển khác thì họ không thì chỉ thiếu trong cái lĩnh vực chăm sóc y tế đâu, và còn thiếu trong rất nhiều các lĩnh vực khác. Nhưng mà để mà lao động của chúng ta có thể sang đấy làm việc một cách bài bản thì tôi nghĩ rằng là phải có một cái quy trình chuẩn bị. Đấy, vì trong cái buổi làm việc cấp cao cũng như là trong cái buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Việt Nam Đặng Hồng Dung với lại Bộ trưởng Bộ Lao động của Đức thì chúng ta Bộ trưởng của Việt Nam cũng đặt vấn đề và cũng nói rằng là cái tiếng Đức ở đây đối với người lao động là tiếng Đức là một cái tiếng khó học so với các cái ngoại ngữ khác, so với các cái thị trường truyền thống khác mà chúng ta có nhiều lao động sang làm việc thì tiếng Đức là một tiếng khó học. Cho nên là rồi thứ hai nữa là cái yêu cầu về bằng cấp, về chứng chỉ, về tay nghề của người lao động ở đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần có sự chuẩn bị để có thể đưa lao động sang một cách bài bản và cái số lượng đáp ứng được cái yêu cầu của phía Đức. Nhưng mà đây là một thị trường rất tiềm năng. Câu chuyện đó chúng tôi đang muốn hướng tới năm 2024 đấy ạ. Một số cái điểm mới, một số điểm mà chúng ta có sự chuyển hướng, bởi vì theo con số là trong năm 2024 thì chúng ta đặt mục tiêu là đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài ạ. Trong đó con số chúng ta đặt kỷ lục của năm 2023 đã là 160.000 rồi. Vâng, thì không biết là đầu tiên là có thể doanh nghiệp đi ạ. Doanh nghiệp Bà Giang có mong muốn gì của năm 2024 ạ? Vâng ạ. Thì trên thực tế thì đúng là nhu cầu người dân Việt Nam của chúng ta này ngày càng nâng cao. Thì đối với người lao động thì người ta sẽ dịch chuyển bắt đầu dần dần từ các cái thị trường mà thu nhập vừa và người ta sẽ chuyển sang những cái thị trường có thu nhập cao và các đất nước phát triển, thì trong đấy là có nước Đức. Thì trên thực tế thì công ty AVB thì năm vừa rồi, năm 23 thì cũng có tuyển sinh, đào tạo và làm thủ tục hồ sơ cho các bạn đi theo chương trình du học nghề đúng theo của bên nhà nước chúng ta. Là hiện tại thì bây giờ làm theo cái chương trình du học nghề. Còn về cái diện đi làm việc thì đang mong chờ ở bên phía bộ cục và ban ngành hướng dẫn. Đó, thế thì đối với trên cái thực tế là ở bên nước Đức thì người ta đúng là người ta cần cái người lao động có tay nghề cao, đồng thời nữa là có ngoại ngữ tốt. Ví dụ các thị trường khác thì có thể là các bạn chỉ biết chút thôi, biết chút hoặc đào tạo một thời gian, thì tức là đấy là do nhu cầu của bên nước bạn. Thế còn đối thị trường Đức thì người ta cần cái trình độ tiếng nói tốt, ví dụ như là tối thiểu các bạn phải có B1. Thế còn tiếp theo nữa rằng là trình độ về phần bằng cấp thì chúng ta là yêu cầu là các bạn này có bằng cấp 3 trở lên và học bạ tốt. Tiếp theo nữa là ngoài ra này còn có những cái tay nghề, ví dụ như là các cái ngành nghề như là về điều dưỡng, học ở Việt Nam học điều dưỡng, nhà hàng khách sạn hay là bán hàng hoặc là đầu bếp. Đó thì có nghĩa rằng là tiêu chuẩn để đi vào nước Đức thì khá là cao. Thế các bạn thì ở Việt Nam thì cần phải học nghiêm túc và kỷ luật về cái phần học tiếng. Ví dụ như các bạn mà nếu mà để mà đạt được học được B1 thì thông thường thì các bạn phải học đến 8 tháng. 8 tháng mà ôn thi B1. Và thi thì sẽ ở một trong những các cái cơ quan ban ngành của bên chính phủ Đức người ta đã quy định. Đấy, còn nếu mà ví dụ như là các cái thị trường khác thì có thể là các bạn học và có bài kiểm tra. Thế nhưng mà đối với Đức thì lại phải có một cái cơ quan thứ ba là người ta cấp chứng chỉ. Đó, thì vậy thì có một mặt nữa rằng là các bạn có thể là thi đỗ được chứng chỉ B1 chẳng hạn. Thế nhưng trên thực tế là các cái kỹ năng mà nghe nói thì có thể cũng chưa được tốt. Vì tâm lý đối với người Việt Nam của chúng ta hay học về ngữ pháp nhiều. Đúng không ạ? Học về ngữ pháp nhiều nhưng phần kỹ năng nghe nói thì cũng chưa được tốt lắm. Nên chính vì thế mà nếu như các bạn mong muốn đi các thị trường cao cấp thì cần nhất là đó là ngoại ngữ. Và cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói là cái quan trọng, bởi vì xác định là mình đi sang là dùng tiếng ngoại ngữ của người ta mình học và mình làm. Đó. Điều tiếp theo nữa rằng là về cái phần tay nghề, bởi vì trên thực tế là sang đó là chúng ta là vừa học vừa làm. Học lý thuyết và được đi làm trên cái thực tế thực hành ở các cái doanh nghiệp. Thế vậy thì là cái phần về, tức là trước khi các bạn đi thì cần phải, tức là mình xem cái nhu cầu, tức là cái sở thích của chúng ta, hoặc là giống như là cái mặt mạnh đấy, ví dụ như là về yêu thích chăm sóc những người già, yêu thương những người già thì là làm cái công việc về điều dưỡng hộ lý. Đấy, tức là ngoài cái công việc của mình, ngoài thích ra thì mình cũng có cái kiểu là đam mê. Đó, thì đi làm như thế nó sẽ không mệt. Tiếp theo hoặc là những cái ngành nghề như là đầu bếp, thích đồ ăn này, về đầu bếp, hoặc là những dịch vụ nhà hàng khách sạn, hoặc làm bánh, bán hàng, thì đấy là những cái ngành nghề đang người bên Đức đang rất là thiếu. Thì thị trường Đức đấy là cũng là một thị trường xu hướng của năm 2024. Ngoài ra là một số thị trường khác thì Bà Giang có thể cung cấp thêm, ví dụ thị trường truyền thống như là Đài Loan, như là chỗ Bà Giang đang triển khai. Đấy, thì đối với thị trường Đài Loan thì AVB thì trong năm 24 thì sẽ tăng cường đào tạo, tăng cường tuyển sinh đào tạo, và đặc biệt là về phần đào tạo định hướng. Đào tạo định hướng là tức là rất là quan trọng,
Bởi vì đối với cái tâm lý các bạn ấy sang, ví dụ như là trong cái thời gian đầu có thể là chưa quen được môi trường hoặc là chưa về pháp luật chẳng hạn, thế thì đâu đó thì các bạn vẫn có thể là buông lỏng, thả lỏng về cái phần là kỷ luật đó. Thế thì vậy thì cần lắm là theo cái quy định của các cái công, từng các cái công xưởng hoặc từng các cái chủ sử dụng khác nhau. Thế vậy thì các bạn đi công việc gì thì các bạn sẽ được định hướng hoặc là những cái từ ngữ về ngoại ngữ, về chuyên môn, chuyên ngành chẳng hạn là như thế. Đặc biệt là những bạn mà về ngành nghề như là hộ lý hoặc điều dưỡng ở Đài Loan cũng vậy. Đó thì cần các bạn là biết về ngoại ngữ này, tiếp theo biết về các cái kỹ năng chăm sóc người già chẳng hạn như thế. Hoặc là ví dụ như thời gian làm việc khác với đối với ví dụ như ngành nghề công xưởng là các bạn có thể làm một ngày 8 tiếng hoặc là có thể làm ca ngày ca đêm. Nhưng đối với cái công việc mà chăm sóc điều dưỡng ở bên Đài Loan thì người ta sẽ phân ca ra. Ví dụ như là một tháng thì bạn sẽ làm ca ngày, một tháng bạn làm ca đêm. Hoặc có thể là trong suốt thời kỳ hợp đồng 3 năm thì bạn có thể là ký hợp đồng làm ngày hết hoặc ký hợp đồng làm đêm hết. Thì cái điều đó là tùy từng những chủ sử dụng và các cái viện dưỡng lão thì người ta có cái yêu cầu đặc biệt khi mà tuyển tuyển sinh. Thì đó thì AVB để cái phần định hướng cho các bạn trước khi bay là rất là điều quan trọng. Thế thì do vào đó là những cái thị trường truyền thống thì chúng ta vẫn duy trì và làm sao và để làm sao tăng nâng cao cái chất lượng của những người lao động thì chúng ta mới chiếm lĩnh được cái số đông và sẽ mong muốn rằng là cái số lượng ngày càng tăng lên hơn so với cả năm 23. Lát nữa tôi sẽ hỏi thêm bà Giang về nhu cầu mong muốn đối với cơ quan quản lý ạ, về các chính sách ạ. Tuy nhiên là để bà Hà có ý kiến chia sẻ thêm ạ. Vâng, thì như chị Giang có chia sẻ thì mong muốn rằng là chất lượng lao động của Việt Nam cũng sẽ đi lên. Thì nó phụ thuộc vào, theo tôi thì đối với lại các bạn mà bắt đầu đi làm việc thì nó cũng chủ yếu là nó có hai cái cơ bản cần phải rèn rũa. Một là cái làm rất là rõ tư tưởng mục đích làm việc đấy, để tránh những cái tình trạng nó lặp lại. Cái thứ hai nữa là về ngoại ngữ, nó là một cái phần mà tôi nghĩ rằng là như tôi đứng ở góc độ lao động đào tạo và tôi cũng có một cái dự án về nguồn nhân lực. Đấy, thì tôi thấy rằng là ngay các bạn trẻ tại Việt Nam này thì cái phần ngoại ngữ thì các cái chứng chỉ thì cũng có, thế tuy nhiên cái khả năng áp dụng vào cái thực tiễn nên là nó lại chưa cao. Bởi vì có lẽ là nó do các bạn hơi nhút nhát hoặc là vì là đào tạo về ngữ pháp nhiều quá. Và rất là mong rằng là những công ty như chị Giang sẽ có những cái, sắp xếp những cái chương trình đào tạo làm sao nó sát với thực tiễn về cái tôi nghĩ rằng là học một cái ngôn ngữ thì nó liên quan đến cái việc là chúng ta tìm hiểu về văn hóa đất nước đó nhiều hơn là phần ngữ pháp, thì chúng ta mới có được những cái cuộc giao tiếp nó hiệu quả thì công việc nó mới có thể hiệu quả. Cái nữa đấy là quay lại cái vấn đề ban đầu mà tôi nói đấy là cái xác định được cái tâm lý đi làm. Thì tôi nghĩ là bây giờ nó tôi thấy là xu hướng toàn cầu rồi. Như tôi thì một tháng tôi có thể di chuyển ở rất nhiều quốc gia. Và ngày trước tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi có thể làm việc ở nhiều nơi như thế. Thế và bây giờ tôi nghĩ rằng là xu hướng là toàn cầu hóa rồi, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên trang bị cho thế hệ trẻ những cái kiến thức về văn hóa toàn cầu, làm sao hội nhập và đưa cái văn hóa của Việt Nam ra nước ngoài để tức là mình xây dựng cái hình ảnh con người Việt Nam đấy, tốt hơn. Thì tôi nghĩ là dựa vào hai cái điều đó thì sẽ làm nâng cao được cái chất lượng lao động nó phù hợp với lại cái số lượng lao động. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm thế này, tức là trong số về cái ngành nghề công việc của lao động của chúng ta hiện nay đang làm việc ở nước ngoài thì cơ bản có đến trên 80% lao động của chúng ta làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, tức là làm việc trong các nhà máy, công xưởng, trong lĩnh vực may mặc, da giày, lắp ráp linh kiện điện tử. Thứ hai là trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, rồi ngư nghiệp. Ngư nghiệp ở đây thì là có những cái ngành nghề như là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thế ngoài ra thì một cái lĩnh vực nữa mà hiện nay thì chúng ta cũng bắt đầu làm thí điểm và cái nhu cầu của các cái quốc gia tiếp nhận bây giờ cũng là có xu hướng tăng lên. Như tôi chia sẻ là cái xu hướng là già hóa dân số, tức là cái người già nhiều hơn người trẻ. Bây giờ họ cần cái lực lượng sang để làm cái việc như là chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, thế thì là trong cái lĩnh vực dịch vụ. Đấy, chăm sóc y tế và dịch vụ thì là hai lĩnh vực mà hiện nay là nhu cầu đang tăng lên. Thế thì trong năm 2024 thì như chị
Chị có chia sẻ đó là kế hoạch của chúng ta là 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thế thì cái thị trường là thị trường nào? Thì cơ bản ở đây vẫn là tập trung vào ba cái thị trường trọng điểm và truyền thống đối với lao động Việt Nam, đó là thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và thị trường Hàn Quốc. Thế thì ngoài ra, ngoài ba cái thị trường trọng điểm và truyền thống này thì chúng ta cũng hướng tới những cái thị trường mà chúng ta đã có lao động rồi nhưng mà rất tiềm năng để có thể mở rộng, bởi vì cái nhu cầu của họ cũng rất là lớn, đó là các cái quốc gia châu Âu, ví dụ như là Cộng hòa Liên bang Đức, Hy Lạp, Romania, Hungary, Serbia, Cộng hòa Slovakia. Thì chúng ta cũng thấy là vừa rồi trong cái chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi một số quốc gia như là Hungary, Romania, chúng ta cũng thấy trên báo chí có đưa tin đó là phía bạn cũng cho biết là hiện nay là cần rất nhiều nguồn nhân lực đấy, và sẵn sàng là để hợp tác như thế nào đó để có thể tiếp nhận lao động. Chúng ta thì thấy là cơ hội rất là lớn. Thế thì ngoài cái thị trường ở châu Âu ra thì cái thị trường Trung Đông, Châu Phi đấy, sau một thời gian trầm lắng thì nay cũng đã sôi động trở lại, họ cũng đã bắt đầu đặt vấn đề tiếp nhận trở lại lao động của chúng ta đang làm việc. Thì về nhu cầu thì tôi muốn nói là tôi muốn nhắc lại đây, tôi chia sẻ lại thôi, tức là về nhu cầu thì phần lớn các quốc gia truyền thống, quốc gia vùng lãnh thổ truyền thống lao động của Việt Nam cũng như là những quốc gia tiềm năng lao động Việt Nam thì họ đều tất cả đều gặp phải cái tình trạng già hóa dân số, tuyển sinh thấp và cái thiếu hụt nhân lực của họ rất là lớn. Thế nên là họ chắc chắn là phải nhận nhiều với số lượng ngày càng tăng, không chỉ tăng về số lượng đâu mà còn tăng về cái lĩnh vực ngành nghề đấy. Thì bên ngoài những cái ngành nghề công việc mà tôi liệt kê phần trên đó, mà thì họ đang hiện tại là nhận lao động của Việt Nam, tới đây có thể là họ sẽ tiếp nhận thêm nhiều lĩnh vực khác, nhiều ngành nghề khác. Vậy là lao động Việt Nam có thêm rất nhiều cơ hội. Đúng rồi. Rất nhiều cơ hội. Nhiều sự lựa chọn, nhiều cơ hội. Nhưng không phải cứ có cơ hội là chúng ta nắm bắt được và chúng ta có thể mang lại những hiệu quả, đúng không? Chúng ta cũng phải có cái lộ trình, chúng ta cũng phải có cái sự chuẩn bị. Vì là khi mà đưa số lượng nhiều rồi nhiều thị trường thì cũng đòi hỏi cũng phải giải quyết nhiều vấn đề. Nhất là cũng phải tập trung vào cái chất lượng của cái lao động. Có gì thì cái số lượng nó cũng được quyết định bởi cái chất lượng. Nếu mà người lao động có chất lượng tốt, có ý thức kỷ luật tốt, tuân thủ pháp luật, tuân thủ hợp đồng, làm việc hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là về số lượng thì đương nhiên là sẽ tăng. Nhưng mà nếu chúng ta không giải quyết cái bài toán về chất lượng thì là cái số lượng thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những điểm nhấn về chính sách của năm 2024 sẽ là gì ạ? Vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa hỗ trợ cho người lao động ạ? Trong cái về thị trường thì tôi chia sẻ về cái chỉ tiêu như vậy, về thị trường như vậy. Còn về chính sách thì trong năm 2024 thì tập trung vào tiếp tục cái công tác thông tin tuyên truyền sao mà phổ biến cái chính sách quy định của Đảng và Nhà nước trong cái hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là cái luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như văn bản hướng dẫn. Thì trong đó quy định rất rõ, tức là chúng ta ưu tiên là đưa cái lao động mà có trình độ tay nghề, chất lượng lao động tốt đi làm việc ở nước ngoài. Đấy, thế thì trong năm 2024 cũng như là nhiều năm tiếp theo, tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề sẽ được trọng tâm, tiếp tục là vấn đề trọng tâm và xuyên suốt để làm sao mà chúng ta đồng bộ hóa, chúng ta thể chế hóa tất cả các quy định của Đảng và Nhà nước, quy định của luật, làm sao mà tăng cường cái chất lượng từ cái việc tuyển chọn lao động, rồi đào tạo, rồi giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, bổ túc tay nghề rồi ngoại ngữ cho người ta như thế nào đấy, rồi cũng rèn rũa chọn lọc người lao động làm sao mà có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sang bên kia làm việc, sang bên nước ngoài làm việc ở một cái môi trường xa lạ như vậy đấy, với những con người xa lạ như vậy, bởi vì là trong tại cái nơi làm việc của lao động thì là rất nhiều lao động của nhiều nước chứ, đúng không? Thì bây giờ như chị Giang và chị Hà có nói, cái ngoại ngữ cũng rất quan trọng, đúng không? Bởi vì là cái ngôn ngữ để mà có thể giao tiếp được, có thể giao tiếp được với các đồng nghiệp là lao động từ các quốc gia khác, cũng như là với cái người quản lý lao động rồi là phụ trách tổ đội trưởng chẳng hạn như thế, người giám sát chẳng hạn thì là phải là ngoại ngữ, đúng không? Thế thì là phải tiếp tục tăng cường cái chất lượng ngoại ngữ cho người lao động. Thì qua đó thì các doanh nghiệp như là
AVP của chị Giang cũng phải chú trọng cái công tác làm sao mà tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng, đấy, bồi dưỡng về tay nghề, về ngoại ngữ đáp ứng được cái yêu cầu của cái người tiếp nhận lao động ở nước ngoài. Thì tôi nghĩ rằng như thế thì mới là cái cơ sở bền chắc để mà duy trì cái ổn định của cái thị trường của mình, cái số lượng lao động mình đã đi, cũng như là để tăng cái số lượng, cũng như là mở rộng thêm cái ngành nghề đáp ứng được cái yêu cầu của bên tiếp nhận trong thời gian tới. Vâng. Còn bà Giang thì bà Giang mong muốn gì từ cơ quan quản lý ạ? Vâng. Anh Tuấn nói rất là đúng ạ. Đó, thế tức là đối với Việt Nam chúng ta mà mong muốn để đưa đi được rất nhiều các cái thị trường, mà quan trọng nhất là cái chất lượng. Khi mà chất lượng đã tốt thì sẽ số lượng này ắt sẽ tăng, đúng ạ? Bởi vì mỗi một thị trường thì không phải chỉ riêng chúng ta, Việt Nam chúng ta là được sang bên đó để làm việc đâu, mà có còn rất nhiều các nước khác nữa. Ví dụ như đơn cử như là ở Đài Loan, thì ngoài Việt Nam chúng ta ra thì vẫn có Indonesia, với cả Philippines chẳng hạn như thế. Hiện tại như bây giờ là Việt Nam của chúng ta, cái số lượng của bên Indo đã sẽ tăng hơn so với Việt Nam của chúng ta rồi. Thế hoặc là ví dụ như kể cả bên Đức cũng vậy. Đấy, Đức cũng vậy. Thì vậy thì nếu như trong trường hợp là cái chất lượng của chúng ta ở đây đó là gì? Đấy là về phần ngoại ngữ, đấy là về phần tay nghề, đấy là về phần ý thức, thái độ. Đó. Thế còn ví dụ về doanh nghiệp AVB thì ví dụ về phần đào tạo ngoại ngữ tiếng Đức chẳng hạn, thì cũng đã mời thầy cô giáo là cũng tốt nghiệp tiếng Đức ở các cái trường chuyên ngành, ví dụ như là Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia, thậm chí là có những bạn là đã từng đi du học ở bên Đức về, là mời các thầy cô giáo về giảng dạy cho các bạn. Rồi tiếp theo là có các thầy cô giáo cũng đã từng giảng dạy ở các cái trung tâm nổi tiếng, ví dụ của Wetter của Đức chẳng hạn, thì cũng có thầy cô giáo về để dạy rồi từ A1 cho đến B1, thậm chí là ôn thi B1 cho các bạn nữa. Đấy, tức là AVB rất là chú trọng về phần chất lượng. Đó là chất lượng đối với thị trường Đức, thì là đó là về phần đào tạo ngoại ngữ. Các bạn mà cứ học được tốt ngoại ngữ thì cái việc khác này, tức là những cái thứ khác là các bạn có thể khắc phục được. Đó, thì còn về cái phần năm 2024 thì đối với doanh nghiệp AVB thì có xin phép và gọi là kiến nghị một tí. Đúng rồi. Thì đó là về cái phần đề xuất. Ví dụ như là các bạn mà đi các thị trường xuất khẩu lao động thì có những bạn là em rất là mong muốn được đi, thế nhưng mà về cái phần vốn, tiếp cận vốn ở các cái ngân hàng cũng có cái phần khó khăn. Ví dụ như là có những gia đình nhà người ta là không có sổ đỏ chẳng hạn, đối với vay vốn ở ngân hàng là cần phải có sổ đỏ, thế nhưng họ lại chưa có. Thế ví dụ như hoặc là ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà chủ yếu tập trung về phần vốn thôi, người lao động mong muốn là đi làm phần việc ở nước ngoài nhưng mà không đủ. Thế thì vậy là vay người thân người quen cũng không đủ, thì chỉ có vay ngân hàng chẳng hạn như thế. Thì đối với những gia đình nhà các bạn mà nếu không có sổ đỏ thì doanh nghiệp khi tuyển chọn các bạn đủ điều kiện về phần ngoại ngữ, đủ điều kiện về phần tay nghề hoặc về phần sức khỏe. Thế thì những đâu đó thì đã được bên chủ dụng ta tuyển chọn rồi, là được đại sứ quán hoặc văn phòng Việt Nam của mình tại nước ngoài thẩm định những cái bộ hồ sơ hợp đồng như thế và được chuyển về Việt Nam để các bạn ký hợp đồng và làm visa. Thì bên doanh nghiệp cũng rất là mong muốn là bên bộ cục ban ngành các cơ quan là tạo điều kiện để cho người dân, người lao động có thể tiếp cận được vay được vốn, có thể được thông thoáng hơn so với là những năm 2023 và những năm trở về trước. Em có ý kiến như vậy? Thực ra thì liên quan đến như chị Giang vừa mới gọi là kiến nghị, thì tôi thấy rằng là trong nhiều năm qua thì cái chính sách hỗ trợ cho người lao động làm người nước ngoài thì có rất nhiều đổi mới, rất nhiều cái tạo điều kiện, đặc biệt là trong luật về người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng đó. Thì rất nhiều khoản phí đã được loại bỏ và hoặc là giảm. Ví dụ như một trong những khoản phí mà theo luật mới người lao động không phải nộp đó là cái tiền môi giới. Như chị Giang biết thì theo cái quy định cũ thì người lao động phải nộp toàn bộ hoặc một phần cái tiền môi giới cho doanh nghiệp, qua doanh nghiệp để chi trả cái môi giới để họ có thể có được cái việc làm ở nước ngoài. Thì trong nhiều thị trường, đối với nhiều thị trường, đối với nhiều ngành nghề thì cái tiền môi giới này, riêng cái tiền môi giới không nó cũng có thể lên tới cả $1,000. Thì luật mới là quy định là không được có cái tiền đấy, không được thu từ doanh nghiệp, không được thu tiền môi giới từ người lao động. Thế còn các cái chi phí khác thì có rất nhiều khoản chi phí bây giờ là quy định cái mức giảm đi rất nhiều, ví dụ như là kể cả tiền dịch vụ cũng thế thôi. Dạ. Trong quy định chính thức của luật cũng quy định là tiền dịch vụ đối với một số ngành nghề thậm chí là tiền dịch vụ bằng không hoặc là được quy định thấp hơn so với cái mức trần chung. Thì về mặt chi phí thì tôi nghĩ rằng là đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì trong nhiều năm qua thì đặc biệt là khi mà luật người lao động Việt Nam đi làm việc ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thì là một cái rất thuận lợi cho người lao động. Thế ngoài ra thì các cái cơ chế hỗ trợ khác như là cho vay vốn chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều. Thế ngân hàng thì cũng có rất nhiều cái quy định
Đặc biệt là ví dụ như là đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc chẳng hạn thì thuộc cái diện mà gia đình chính sách mà được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội thì Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành một cái quyết định để mà tạo điều kiện cho họ được vay vốn ở ngân hàng chính sách. Đấy, mà được vay vốn ở ngân hàng chính sách thì cái lãi suất tiền vay với lãi tiền gửi bằng nhau. Coi như là người lao động không mất cái chi phí gì cả. Nên là để mà đây là vay vốn để ký quỹ đấy, đó là ký quỹ. Thế còn có rất nhiều cái hỗ trợ khác. Thế thì với những cái trường hợp cụ thể như chị Giang đấy thì có thể chị có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể ở đây là Cục Quản lý Nhà nước, có thể là cung cấp thông tin mà đâu đó mà có thể chúng tôi cũng sẽ phối hợp với ngân hàng để xem là hỗ trợ cho người lao động như thế nào. Thế còn về cái tôi quay trở lại vấn đề nâng cao chất lượng cho người lao động làm việc ở nước ngoài thì bất cứ trong một cái hoạt động nào cũng thế, thì cái hoạt động đưa người lao động làm việc nước ngoài cũng vậy, thì nâng cao cái chất lượng, đảm bảo cái chất lượng cho người lao động làm việc nước ngoài thì không chỉ là để đáp ứng được cái yêu cầu của bên tiếp nhận đấy, để cho người lao động đủ sức cạnh tranh trên cái thị trường lao động quốc tế, thì như chị Giang có nói là ở các cái quốc gia tiếp nhận thì họ thường là nhận của rất nhiều nước. Bây giờ cái xu hướng người ta là người ta không lệ thuộc, không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn của một nước nào cả, họ có rất nhiều nước đấy, thì lao động giữa các nước cũng phải có sức cạnh tranh với nhau. Lao động của chúng ta nếu có cái chất lượng tốt, tay nghề tốt thì sẽ đủ sức để mà cạnh tranh trên trường quốc tế. Ngoài ra thì cũng còn để mà đảm bảo cái vị thế của lao động chúng ta khi làm việc ở nước ngoài. Thế rồi qua đó thì cũng nâng cao cái chất lượng tay nghề của người lao động khi mà họ về trong nước. Thế tôi chia sẻ ban đầu thì đây là cái nguồn nhân lực rất quan trọng cho cái công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước khi họ quay trở lại, đặc biệt trong cái bối cảnh của cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Thế thì trên thực tế thì người lao động mà đi làm việc ở nước ngoài mà họ có cái trình độ tay nghề, họ có ngoại ngữ thì họ được bố trí những công việc rất là phù hợp, ổn định, thu nhập tốt, thậm chí là cao. Thế rồi là trong những cái khi mà người sử dụng lao động họ gặp khó khăn chẳng hạn thì họ thường là rất ít khi bị chấm dứt hợp đồng lao động. Và những người lao động lên nước ngoài mà có cái trình độ rồi là có kiến thức kỷ luật tốt thì họ tuân thủ kiến thức rất là tốt. Như cái này cũng là một cái rất là thuận lợi. Thế thì để mà nâng cao cái chất lượng đối với người lao động, tôi nghĩ rằng là trong có rất nhiều là giải pháp, nhưng một trong những cái giải pháp nữa tôi cũng muốn chia sẻ ở đây là tiếp tục cần tăng cường cái gắn kết, gắn kết giữa doanh nghiệp dịch vụ như là doanh nghiệp của chị Giang ở đây với các địa phương và với các cái cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong cái công tác chuẩn bị nguồn lao động có chất lượng, có trình độ tay nghề đi làm việc ở nước ngoài, để doanh nghiệp có thể phối hợp với các cái cơ sở đào tạo đấy, chúng ta có những cái học viên ở các cái cơ sở đào tạo đó. Đấy, thì chúng ta đấy cũng là chính là đối với những người nào mà muốn làm việc ở nước ngoài chẳng hạn thì đấy là cái nguồn tương lai để có thể làm việc ở nước ngoài, thì doanh nghiệp có thể phối hợp tăng cường cái công tác đào tạo ngoại ngữ rồi tay nghề rồi thậm chí là có định hướng cho họ, vị chức cho họ để đi làm việc ở nước ngoài. Đấy. Rất nhiều thông tin ạ. Bà Hà có thể chia sẻ tiếp ạ về lao động, về những cái vấn đề mà ông Tuấn vừa nói, bà Hà có thêm chia sẻ với doanh nghiệp không ạ? Khi mà mình đi huấn luyện doanh nghiệp rồi gặp gỡ những người lao động ạ? Tôi thì huấn luyện thì chủ yếu là huấn luyện về tư duy lãnh đạo. Tuy nhiên thì cũng gần đây tôi cũng có một cái dự án về HR hiện tại đấy. Slogan là hiện tại là nguyên khí của doanh nghiệp. Và tôi nghĩ là cho dù là cái thị trường lao động nào, trong nước hay ngoài nước, thì cái chất lượng lao động bao giờ cũng phải là cái điều kiện cần. Trước khi chúng ta cần đến các chính sách của nhà nước hay là cái sự mời gọi từ nước ngoài, thì bản thân mình cũng phải là tốt đã. Đấy, thì tôi thấy rằng là gần đây thì với các hoạt động hiện tại của chúng tôi thì đào tạo rất là nhiều ứng viên. Thì tôi cũng thấy rằng là tôi thì chủ yếu là tôi muốn tập trung vào bên trong nhiều hơn. Có nghĩa là mình cứ tốt đi đã. Thì bên ngoài hoa thơm thì nó sẽ tự tỏa hương. Và nếu như mà lực lượng lao động của chúng ta mà nó thơm thì chắc chắn nó sẽ có sức cạnh tranh với lại các cái thị trường khác. Các cái nguồn từ các nước khác. Và tôi nghĩ rằng là nó vẫn cứ quay trở lại vấn đề là làm nào để kỷ luật này, động lực này,
rồi, bởi vì trước một cái thị trường mà toàn cầu cũng như trong nước đòi hỏi cái thị trường hiện đại nó rất là linh hoạt. Và đây, hiện tại nó lại còn thêm một cái cụm từ mới bền vững nữa. Thì đòi hỏi là chất lượng lao động phải cực kỳ là linh hoạt và tức là trang bị cho lao động những cái tư duy làm sao mà giải quyết tình huống linh hoạt cũng như là tự chủ tốt. Thì chúng ta mới có thể được hoàn thành được cái hợp đồng nó xuất sắc và chúng có thể là phát triển vươn ra những thị trường châu Âu hơn nữa. Vấn đề này thì tôi rất là đồng ý với quan điểm chị Hà. Trong cái quy định của luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, trong cái quy định về giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi làm việc nước ngoài thì chắc là chị Giang rất là rõ cái này. Một trong những cái nội dung của cái chương trình giáo dục định hướng của doanh nghiệp phải tuân thủ đó, đó là phải định hướng cái nghề nghiệp cho người ta. Sau khi đi làm việc ở nước ngoài 3 năm hay 5 năm về thì người ta sẽ làm gì? Đấy, người ta sẽ tiếp tục đi làm việc ở nước ngoài nữa, hay là người ta không, hay là người ta đi tiếp tục quay trở lại cái thị trường đó, hay là người ta sang một thị trường khác, hay là người ta không đi nữa, người ta làm ở trong nước. Thế thì doanh nghiệp phải định hướng cho người ta trong những cái tình huống cụ thể như thế, họ sẽ làm như thế nào. Và cái ý tưởng của chị Hà thì tôi nghĩ cũng rất là hay, tức là công ty của chị là chuyên đào tạo lãnh đạo đúng không? Tư duy lãnh đạo. Tư duy lãnh đạo đúng không? Thế thì trong nhiều doanh nghiệp ở đây, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, và trong cái lĩnh vực này thì có một cái slogan mà tôi nghĩ là cũng nhiều người ở nhiều nơi có nói đến, đó là cái việc mà đi thì làm thợ, về làm chủ. Thế thì cũng phải có cái tư duy lãnh đạo. Thì tôi hy vọng là tới đây thì có thể là giữa chị Hà với lại các doanh nghiệp như chị Giang ở đây thì có thể có cái phối hợp như thế nào đấy. Đúng không? Bởi vì rõ ràng là nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài về, họ đã tự khởi nghiệp được với cái kiến thức học hỏi được ở nước ngoài, với cái trình độ kỹ thuật họ học hỏi được ở nước ngoài, với cái tay nghề và ngoại ngữ và các mối quan hệ nữa. Đấy, thì khi về thì rất nhiều người họ đã khởi nghiệp được bằng chính cái công việc mà họ đã từng làm ở nước ngoài. Thế rồi đối tác của họ lại chính là những cái người mà đã từng sử dụng họ. Đấy, tôi thì cũng có cái thời gian tôi làm công tác quản lý lao động ở nước ngoài. Tôi cũng rất biết. Đấy, thế thì nhiều cái người sử dụng lao động bên kia họ đánh giá rất là cao đấy, cái ý thức vươn lên của người lao động Việt Nam rất là mãnh liệt. Đấy, đi làm thợ về làm chủ. Đấy, không những là tạo việc làm cho chính mình mà nhiều người thành công là họ còn mở được các doanh nghiệp và họ còn tuyển dụng được những cái lao động khác ở trên địa bàn. Thì tôi nghĩ rằng là mang lại cái cơ hội việc làm và thu nhập rất là tốt đấy cho những người lao động. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái kết quả rất là quan trọng, ngoài cái việc mà người lao động người ta đi làm việc ở nước ngoài thực chất người ta thụ hưởng ra gia đình rồi là cộng đồng. Đấy, họ còn góp phần vào cái việc là tạo việc làm cho những người khác, góp phần chung của cộng đồng. Tôi nghĩ rằng nếu mà kết hợp được cái tư duy lãnh đạo của chị rồi chương trình của chị Hà với lại các doanh nghiệp đây, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là... Ngoài đào tạo về tư duy lãnh đạo thì bên tôi cũng có triển khai hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các ứng viên đấy. Thì đa phần trong các cái cuộc phỏng vấn mà tôi phỏng vấn ấy, thì nếu mà hỏi đến cái phần định hướng về sự nghiệp ấy, là cái phần mà các bạn là luống cuống trả lời nhất, nó rất là mơ hồ. Đấy. Thế và tôi rất là mong là các doanh nghiệp như chị Giang đây thì sẽ có thể làm rõ cái chữ định hướng này cũng như là thêm một nấc nữa về cái nấc thang sự nghiệp cho các lao động. Thì tôi nghĩ rằng là chất lượng rồi cũng như là cái bức tranh về lao động của chúng ta trong tương lai nó sẽ rất là sáng. Cái này là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đấy. Quy định rất rõ trong luật rồi. Ngoài cái việc định hướng ra thì khi người ta về nước là doanh nghiệp cũng phải có những cái hoạt động cụ thể để mà tìm kiếm việc làm phù hợp cho họ. Ví dụ như là phối hợp với các cái trung tâm dịch vụ việc làm chẳng hạn, các cái đối tác của mình. Đối tác mà mình cung ứng lao động cho người ta, nếu người ta có hoạt động làm ăn kinh doanh ở Việt Nam chẳng hạn thì cũng giới thiệu với người ta cái nguồn lao động của mình. Đại khái là doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong cái vấn đề tìm kiếm giới thiệu việc làm phù hợp cho người lao động, chứ không phải là cứ đưa họ đi sang bên kia rồi họ về đây là hết đâu. Và còn tiếp tục. Đấy, thì tôi nghĩ là và dạ, thế sao câu nói của anh Tuấn rất là hay. Có nghĩa là đi thì làm thợ, về thì làm chủ. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta cứ hình dung là đi xuất khẩu lao động hoặc là đi du học ở nước ngoài, đấy là một cái môi trường để cho các bạn là thực hành. Đúng không ạ? Ví dụ như là ở Việt Nam có thể là các bạn chưa biết về cái phần các cái gọi là lý thuyết. Ví dụ như là chẳng hạn là sang đây đi học về ngành điều dưỡng chẳng hạn.
Ở Việt Nam chúng ta học điều dưỡng thì có thể là ở một cái quy mô khác, như ví dụ đi Đức thì lại là khác nữa, hoặc là Đài Loan. Thế thì vậy thì là các bạn ở Việt Nam có thể mường tượng một chút nào đấy về phần lý thuyết thôi. Thế nhưng mà khi sang đó, thế là vừa có cái cơ hội các bạn đi kiếm tiền. Điều đầu tiên là mục tiêu các bạn kiếm tiền trước, đúng không ạ? Hoặc là đối với các bạn học sinh thì là đi học thì để lấy cái chuyên môn. Thế nhưng mà khi mà sang nước ngoài rồi, các bạn vừa kiếm tiền, vừa được học, vừa có lý thuyết, vừa có chuyên môn và lại vừa có ngoại ngữ nữa. Thế vậy thì các bạn lại trau dồi thêm về cái phần gọi là kỹ năng lãnh đạo. Lãnh đạo ở đây là có nghĩa là lãnh đạo về chính mình đấy ạ. Lãnh đạo về chính mình chứ không phải là lãnh đạo với cả bên người ngoài đâu ạ. Đúng không ạ? Thế thì vậy các bạn có thêm cái tư duy như thế thì hội tụ tất cả những cái điều đó, thì những bạn nào mạnh mẽ thì bạn ấy về, bạn ấy sẽ có lúc đấy có một cái lợi thế. Tức là mình vừa có kiến thức chuyên môn ngoại ngữ này, rồi là mối quan hệ, có tài chính, thì lúc bạn có thêm một cái chút nữa là về phần mạnh mẽ thì các bạn sẽ làm cái tư duy làm chủ. Thì khi các bạn về làm chủ thì đâu đó thì những cái người mà bạn bè hoặc những cái người đồng nghiệp cũ ở nước ngoài, hoặc là có thể bạn bè cũ từ thời Việt Nam, thì lúc đó thì các bạn có thể là tạo công ăn việc làm cho những người xung quanh mình, đúng không ạ? Đấy thì đấy là những cái có nghĩa là cái phần cơ hội đầu ra cho các bạn. Hoặc là ví dụ như về bên chỗ chị Hà, thì khi mà training đào tạo chuyên sâu cho các bạn học sinh, ví dụ học sinh bây giờ, thì cũng có liên kết với cả một số các cái doanh nghiệp chẳng hạn. Thì đấy thì khi đó cũng đấy là cái phần đầu ra đối với doanh nghiệp của chúng tôi, thì cũng rất là mong muốn là khi mà các bạn từ nước ngoài về, các bạn lúc ấy có nhiều cái kinh nghiệm và nhiều cái ngoại ngữ tốt lắm, thì có thể là vào các cái doanh nghiệp người nước ngoài mở tại Việt Nam, ví dụ như là của Đài Loan, ví dụ của Đức, hoặc là ví dụ của Hàn Quốc, hoặc là Nhật Bản, thì có cơ hội của bạn rất là nhiều. Nhưng cái chính là tôi cũng mong muốn ở đây rằng là mỗi một cá nhân đối với học sinh hay là người lao động thì tự mình lãnh đạo về chính bản thân mình trước đó. Thế thì vậy thì những khi mà mình làm tốt bản thân của mình rồi thì những người xung quanh người ta thấy thế, đúng không ạ? Thì cũng giống như bạn vừa mới nói xong là đó là khi mà hoa thơm, đúng không ạ, tỏa hương thì có rất nhiều người tới, đúng không ạ? Đó thì ý kiến của tôi là. Và liên quan cái vấn đề chất lượng người lao động mình làm việc nước ngoài ấy, thì ngoài các cái nỗ lực của doanh nghiệp, tất nhiên là doanh nghiệp lao động mà đây là người nước ngoài chưa có tay nghề thì có thể doanh nghiệp người ta bổ túc, người ta đào tạo. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đối với người lao động trong xã hội mà có cái ý định để đi làm việc ở nước ngoài, tôi nghĩ rằng là cũng cần tìm hiểu các cái quy định có liên quan. Đấy, khi đi làm việc ở nước ngoài thì mình nên đi nước nào, mình muốn đi nước nào, rồi cái nước nào đó hay cái vùng lãnh thổ nào đó thì người ta yêu cầu như thế nào đối với cái trình độ hiện tại của mình, đối với công việc của mình mong muốn thì người ta yêu cầu những gì về tay nghề, về ngoại ngữ, kinh nghiệm. Rồi nữa là người lao động cũng phải tìm hiểu kỹ, tức là cái kênh để mình đi làm việc ở nước ngoài như thế nào là hợp pháp. Đấy, thì có những cái hình thức được quy định trong điều 5 của luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thế rồi một cái thông tin nữa người lao động cũng cần phải lưu ý và tìm hiểu kỹ, đó là cái chi phí. Vậy thì khi mình muốn đi làm việc ở nước ngoài, mình đáp ứng được các yêu cầu rồi, mình biết được doanh nghiệp rồi, mình biết được kênh chính thức để làm việc ở nước ngoài rồi, thì cái chi phí mình phải nộp là bao nhiêu tiền theo quy định, đúng không? Chi phí gì phải nộp và nộp là bao nhiêu. Đấy, rồi khi nộp thì để mà bảo vệ bản thân thì tất nhiên là tôi cũng muốn lưu ý người lao động thôi, tức là mình cũng phải tìm đến đúng địa chỉ, đúng kênh, đúng doanh nghiệp, nộp đúng loại chi phí. Và khi nộp thì cũng phải yêu cầu là cũng phải có hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, để tránh những cái trường hợp mà chúng tôi đây là cũng muốn là cảnh báo người lao động thôi. Đây là có nhiều trường hợp người lao động thì cũng không tìm hiểu kỹ thông tin, tất nhiên là có lý do này lý do khác, nhưng mà cũng là do chủ quan của mình, có thể là xa hoặc là có thể qua người quen giới thiệu, mình cũng không tìm hiểu kỹ thông tin, bây giờ mình cũng nộp tiền thì cũng những cái hình thức nộp tiền thì có thể là chuyển khoản hoặc là nhận được cái giấy biên nhận mà nó cũng không có một cái sự tin cậy nào cả, độ tin cậy nào cả. Thế thì khi mà cái vụ việc phát sinh ra vụ việc chẳng hạn, hoặc là những cái đối tượng bị lừa đảo chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy nó không phải là cái chứng cứ để mà có thể bảo vệ được quyền lợi của người lao động. Rồi tôi cũng muốn lưu ý cho người lao động, tức là khi mà mình biết như vậy rồi, đấy, có nhiều kênh như vậy rồi, mà mình có thể tự mình chuẩn bị cái tay nghề về ngoại ngữ chẳng hạn, mình cũng có thể tự học được mà, đúng không ạ? Để trang bị sẵn sàng đấy, khi mà mình muốn đi làm việc nước ngoài thì mình đã có đầy đủ, cơ bản là đầy đủ, đáp ứng được về mặt tay nghề, về mặt ngoại ngữ. Thì cái quá trình đi làm việc ở nước ngoài là sẽ rất là thuận lợi hơn, nhanh hơn. Vâng. Với người lao động thì tôi cũng muốn như vậy. Thế còn hiện nay thì đối với những người mà mong muốn đi làm việc ở nước ngoài thì có rất nhiều kênh để tìm hiểu thông tin, đúng không ạ? Ngay ở địa phương thì tôi cũng muốn chia sẻ là đa phần người làm việc ở nước ngoài là những người ở địa phương.
Đấy, thì ngay ở địa phương thì ở xã cũng có đấy, cán bộ lao động thương binh xã hội ở xã. Thế rồi ở huyện thì chúng ta cũng có các cơ quan hữu quan, đặc biệt là phòng lao động thương binh xã hội ở các huyện. Đấy, thì trên tỉnh thì có sở lao động thương binh xã hội, các tỉnh, thành phố, rồi các cái trung tâm dịch việc làm. Ở trung ương thì có cục quản lý lao động ngoài nước, là cục ông Tấn đấy ạ. Cục nơi công tác, đấy ạ. Thế rồi bộ chúng tôi thì cũng có một cái đơn vị sự nghiệp là trung tâm lao động ngoài nước, là cái đơn vị mà chuyên triển khai một số cái chương trình đặc thù. Trong đấy có chương trình đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo cái hệ thống cấp phép, hay gọi là chương trình EPS. Thế thì đấy tất là những cái địa chỉ để người lao động có thể liên hệ hỏi những thông tin có liên quan đến cái. Và ngoài ra thì còn có cái hệ thống các doanh nghiệp nữa chứ. Đấy, thế thì doanh nghiệp nào, rồi là người ta khai thác những thị trường nào, thì ở đâu, đấy, tên là gì, thì người lao động có thể tra cứu trên trang web, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chúng tôi. Vâng. Địa chỉ là www.dolab.gov.vn. Vâng. Còn điện thoại liên hệ của chúng tôi thì nếu trong trường hợp người lao động chưa biết thì tôi cũng xin cung cấp ở đây. Vâng. 0243 824 9517. Vâng. Đấy, máy là 512 513, thì người lao động có thể gọi số máy đó để hỏi tất cả các thông tin có liên quan. Vâng. Đến việc đi làm việc ở nước ngoài. Vâng, như vậy là ngày hôm nay có rất nhiều thông tin nữa. Đặc biệt thông tin từ phía ông Tuấn là làm việc tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, rồi thông tin từ phía một doanh nghiệp, rồi thông tin từ phía đơn vị tư vấn huấn luyện như là chỗ bà Hà. Và vào những cái thời điểm cuối năm cũ và đầu năm mới theo lịch âm ấy, thì chúng ta luôn nghĩ đến một cái gì đó nó tươi sáng, nó lạc quan, nó hy vọng, nó triển vọng. Thì có lẽ là trước khi mà kết thúc chương trình đối thoại ngày hôm nay, chúng tôi rất là mong được các khách mời có một cái lời chúc gì năm mới, hoặc là một cái lời chia sẻ gì đó cho những cái điều mong tốt đẹp, những cái điều mong muốn cho năm mới. Thì đầu tiên là bà Hà đi ạ, cho khán giả đang quan tâm chương trình hoặc đang lắng nghe chúng ta đấy ạ. Vâng. Nhân dịp năm mới thì tôi xin chúc khán giả, cũng như là đặc biệt là với các cái lao động mà chuẩn bị đi nước ngoài, có một cái kế hoạch lộ trình rõ ràng, cụ thể và chậm chắc và bình tĩnh, thì tôi nghĩ là có một năm 2024 thành công rực rỡ. Vâng ạ. Bà Giang đi ạ. Dạ vâng. Năm mới xuân Giáp Thìn là sắp tới, thì đối với doanh nghiệp ABB thì cũng kính chúc khán giả và kính chúc các bạn lao động và các bạn học sinh mong muốn là đi nước ngoài để làm việc và học tập, một năm mới là hạnh phúc, mạnh khỏe, vạn sự như ý. Vâng. Và ông Tuấn có lẽ là người đàn ông duy nhất trong chương trình ngày hôm nay sẽ kết thúc chương trình ạ. Vâng, với một lời chúc rất hay. Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn sắp tới, thì chúng tôi cũng xin chúc các cái quý vị khán giả đang theo chương trình của SCV8, cũng như là cùng gia đình, cũng như là toàn thể người lao động trên toàn đất nước của chúng ta, cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Còn riêng cái lĩnh vực đưa người lao động đi nước ngoài thì tôi cũng xin có một lời chúc nhỏ thôi. Đấy. Là chúc cho chúng ta ngày càng phát triển, sao mà bền vững. Thì số lượng lao động của chúng ta đi làm việc ở nước ngoài sẽ nhiều hơn, nhiều thị trường hơn, lao động của chúng ta sẽ tiếp tục được nước ngoài họ tin tưởng, họ tin cậy, tiếp nhận. Những cái này thì tôi nghĩ rằng là cũng đòi hỏi cái nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Vâng. Chúng ta kể cả người lao động. Vâng. Và chúng ta mong muốn là liên tục lập những kỷ lục mới, kỷ lục về con số nhưng phải về chất lượng, về thị trường có thu nhập cao, rồi rất là nhiều những mong muốn khác liên quan tới thị trường lao động ngoài nước. Thưa các khách mời, thực ra thì chương trình đối thoại từ trước đến nay thì khán giả thường là các doanh nghiệp, là cộng đồng doanh nghiệp. Thì tuy nhiên là chúng tôi cũng có rất nhiều bạn trẻ, họ mong muốn được khởi nghiệp, họ mong muốn được có những cái điều kiện làm việc tốt, họ mong muốn được định hướng, thì cũng theo dõi chương trình đối thoại cũng như là kênh truyền hình thường xuyên. Vì vậy nên là với những chương trình như thế này thì chúng tôi nghĩ là cũng rất là thực tiễn, cung cấp nhiều thông tin cho các vị khán giả, và chúng tôi thực sự là thấy một chương trình rất là hiệu quả về mặt thông tin ạ. Và chúng tôi xin cảm ơn những cái chia sẻ từ phía ông Tuấn, những chia sẻ tuy là người ở cơ quan quản lý nhà nước nhưng lại cũng có rất nhiều những cái thực tiễn ở các thị trường ạ, từ phía của bà Giang, từ phía của bà Hà. Và chúng tôi xin chúc ba khách mời có một năm mới cũng thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thật sự thành công trong lĩnh vực của mình, giữ cái đam mê nhiệt huyết như vậy để tiếp tục cùng chúng tôi đồng hành ở những chủ đề như thế này sắp tới nữa. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời rất nhiều ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình đối thoại tiếp theo ạ. Ngoài biên rồi.
bẩn quá. Né bóng trời. Bóng bẩn cầu thủ né. Hay quá. Wow. Hết ngại rồi. Cô này thứ ba à? Tuyệt vời. Ôi, áo bạn bẩn hết rồi. Từ khi có A3, mình chưa bao giờ ngại vết bẩn.